ta đổ không, đổ vào xe đó, hay quá ha, chuyên nghiệp dễ sợ ha, chứ mình cắt tay tới chừng nào. Các bạn ơi, buổi trước mình quay phim thì hôm nay đã có xe mới nè, có cái xe cắt cỏ đến cắt nha các bạn. Đây là xe chuyên là cắt cỏ nha, chuẩn bị nhà vườn nhà mình đẹp rồi đó. Sau khi ở đây 10 năm thì mình phát hiện là trồng cây là cũng phải có bí quyết đó các bạn. Cả nhà mình ơi, ngày hôm nay bên công ty cây xanh họ có đến để mà cắt cỏ cho sân nhà mình rồi đó. Trời ơi, mừng muốn chết luôn, tại vì mình muốn có một cái thảm cỏ mới để quay phim cho các bạn xem đó. Thì may quá hôm nay họ đã đến rồi. Nè các bạn thấy cái cây này không? Bây giờ cái cây này là nó đang hơi to to đấy nha. Nó hơi xòe cái cánh nè. Các bạn thấy nó xòe những cái cánh này ra nè. Là chuẩn bị phải cắt. Tại sao mà phải cắt như vậy? Thì là tại vì có cắt thì nó sẽ lên chồi non. Mà lên chồi non thì cây nó mới khỏe được. Không thôi nó sẽ bị già cỗi đó. Thành ra những cái lá non như vậy á, người ta để khoảng mấy bữa nữa là phải cắt ra thẩm mỹ cho nó đẹp và cũng tốt cho cây nữa. Cái trái của cái cây này là các bạn ha. Bữa trước thì mình có quay phim cái cỏ của mình thì nó rất là thấp, nhưng mà các bạn biết hôm nay cỏ nó lên quá trời nè. Nè cái cỏ này nè, đẹp ha, xinh ha. Bây giờ nó nở hoa xong rồi đây nè. Chuẩn bị là cái hoa này nó sẽ rụi đi. Rồi nó có những cái cây cỏ khác nữa, nó cao như vậy đó. Rất là cao. Các bạn thấy không? Nó cao lắm, nó cao, nó nhồng lên này đó. Nó không có sát đất. Thì bây giờ nó ra hết cái đợt hoa này rồi. Hoa trắng cũng như hoa vàng. Nó ra hết cái đợt này rồi. Bây giờ mình muốn nó ra một cái đợt khác nữa đó. Biết làm sao không? Là bây giờ mình sẽ cắt đi. Cắt lớp mà sát xuống mặt đất vậy nè. Hoa trắng cũng như hoa vàng nó cụt hết đi. Thì sau khi mà cắt rồi ấy, một tuần sau thì nó sẽ lên đẹp giống như vậy nè. Hay vậy đó. Cái cỏ này đặc biệt là như vậy đó. Hình như là cái cây gì cũng phải cắt các bạn. Cắt thì nó mới cho hoa. Không có cắt là không có cho hoa đó, không có cho hoa đâu. Bây giờ cái cỏ nó như vậy nè. Mình không có rõ là cái sân nhà mình bao nhiêu mét vuông, nhưng mà cái con đường này chỉ có 3 tòa nhà thôi. Các bạn biết sao, cái anh này này, anh phải đi, anh cắt những cái khu nào mà gần cái đường mương bê tông á. Cái khu này là xe cắt lớn không có cắt được, cho nên anh phải đi anh cắt như vậy nè. Để đảm bảo rằng là cỏ chỗ nào cũng được cắt hết. Một anh thì đi cắt những cái đường ven như thế này nè. Gần đường những cái vỉa hè, những cái chỗ nào mà xe to nó đi không có được á, thì bắt buộc thì anh phải cắt tay, cắt thủ công. Thật ra mình thấy nghề cắt cỏ này nó sướng quá, sướng đi thiệt chứ. Nó gần với thiên nhiên á. Mình nghĩ nó là một nghề khá là thú vị á. Những cái nghề khác thì họ có stress áp lực, mà mình thấy nghề này sao mà thấy thú vị ghê á. Cắt cỏ cũng thích nữa chứ. Cộng là 15 hộ gia đình sống ở cái con đường này là tổng cộng bao nhiêu đây? Vườn khoảng xanh nè các bạn. Đó. Đây là tất cả những khoảng sân của khu vườn mình đang sống ở đây. Tại vì là cái khoảng không gian chung cho nên là mình không có thể nào mà tự làm được, thí dụ như cắt cỏ hay là mình cắt cây, cắt cỏ, trồng cây, trồng cỏ. Cho nên bắt buộc cái khu nhà mình á phải thuê một cái công ty cây xanh bên thứ ba. Họ sẽ phụ trách là mình sẽ dự định sẽ trồng cây gì cho cái sân vườn ở nhà mình á. Cho nên là mình không có phải lo về vấn đề cây cối. Nhưng mà bù lại mỗi tháng mình sẽ đóng một cái khoản phí
là mỗi nhà 100 euro, bao gồm cắt cây, trồng cây, nhổ cỏ. Các bạn thấy trên xe không? Trên xe là những cái cỏ đó được cắt đó các bạn. Cắt này người ta sẽ mang về làm phân, bón lại cho cái cây này để cho cây nó tốt hơn. Đó. Hồi xưa mình không có biết là người ta lấy cái cỏ này làm gì. Cái xã mình nói người ta lấy cỏ này về để mà người ta sẽ làm một cái đợt phân bón hữu cơ, bón cho cây, cho những cái cây khác đó nha. Mình ở đây mình không được trồng cái gì khác ngoài cái này hết á. Tất cả mọi cái cây cối hay là trồng trọt cái gì đều phải được cả cái khu này họ ủng hộ, bỏ phiếu các bạn, giống như phiếu bầu vậy đó. Cứ mỗi năm là sẽ họp một lần, mình họp xem là cái chỗ cái khu vườn nhà mình cái cây nào nó chết, rồi cái cây hoa nào mình phải trồng, cái cây hoa nào phải thay. Ví dụ như cái cây nhà mình nè, thì nó có cái cây chuẩn bị chết nè, mình sẽ phải họp họp lại là để thay, họp lại để xem thử xem là cái mình sẽ thay bằng cái cây gì, rồi sẽ chăm sóc làm sao. Đại khái là mình thấy là rất là chuyên nghiệp và được đồng thuận của cả xóm luôn á, chứ không phải chỉ một nhà không. Trồng cây gì là phải cả xóm đồng thuận mới được trồng. Hồi bữa mình cứ nghĩ rằng người ta cắt luôn cái hàng rào, nhưng mà hàng rào này thì mình chắc là chưa có đến tuổi cắt cho nên người ta chưa có cắt. Mình nghĩ là họ sẽ cắt trong một tháng nữa sẽ có cái người mà chuyên về cái cắt hàng rào này, tại vì cắt hàng rào này rất là quan trọng, để mà cắt bằng là phải có cái người mà chuyên cắt về hàng rào mới cắt bằng được, không thôi người ta sẽ cắt sẽ bị lệch á, không có đẹp á. Cho nên cái hàng rào này thì mình chưa cắt nha các bạn, vẫn còn y xì, còn nguyên xì luôn. Này anh đi cắt bằng máy to nha, chuyên nghiệp ơi là chuyên nghiệp luôn chứ. Ý là cái xe kia cũng không đi được, phải có một cái máy chung nữa cắt, tại vì cái nó ồn dữ lắm, thành ra ai cũng phải đeo tai nghe hết trơn á để tránh tiếng ồn á. Cái anh này là chuyên đi cắt những cái chỗ nào mà nó nhỏ nhỏ như vậy nè. Thôi những cái chỗ nhỏ như vậy làm sao mà ấy được, làm sao mà cái xe kia nó chạy được, xe kia nó to lắm. Rồi mình mới phát hiện ra là bên này người ta chi nhiều tiền để mà cắt cây dễ sợ luôn á. Hồi lúc mới sang á thì mỗi tháng mà trả tiền như vậy mình tiếc quá trời luôn. Mình nói ông xã chứ thôi để mình cắt cây luôn cho. Nhưng mà ông xã nói chứ trời ơi, tưởng cắt cây này là được, nói cắt là được hả, cực lắm á nha. Với lại phải có thiết bị cắt kiểu chứ mình cắt tay thì biết chừng nào mới xong, không có làm được đâu. Thế là mới chịu ấy chứ. Nhưng mà công nhận các bạn nha, mình để cho cái công ty họ làm chuyên nghiệp dễ sợ luôn á. Là có nguyên một cái ekip luôn á, là cứ mỗi mùa xuân đến á là cứ cách 2 tuần hoặc là 1 tháng là họ sẽ tới cắt cỏ một lần. Cắt xong ha, hoa lên thiệt là đều, cỏ lên rất là xanh, rất là đẹp. Thực sự là rất là đáng đồng tiền bát gạo luôn đó các bạn. Mình nghĩ là bên cái hộ mình sử cái con đường mình sử dụng là cái dịch vụ của nhà nước, không có phải là dịch vụ tư các bạn ạ. Đẹp đẹp rồi nè. Nó cắt xong như vậy là mấy bữa nữa là ra hoa dữ lắm. Các bạn ơi, cắt xong rồi nè. Đẹp không? Thẳng lì luôn ha. Ngày mưa nha các bạn. Vừa cắt cỏ xong thì mưa quá trời luôn. Trời thiệt là được mùa. À các bạn ơi, ngày hôm qua cái anh kia ảnh cắt rồi phải không? Đó, cỏ đẹp kia không? À bạn hàng xóm Patrice. Bạn nói rằng bữa bạn mặc pyjama cho nên là không có dám đứng trước ống kính. Trời ơi. Pyjama cũng đẹp mà, đâu có sao đâu. Trời ơi. Đại khái là cái chỗ này, hôm nay là người ta cắt cỏ xong nè các bạn. Cắt xong rồi không có bông nữa, cỏ rất là sát đất. Hả? Cắt rất là đều luôn á.
là các bạn sẽ nhìn thấy là khoảng một tuần hoặc là một tháng sau, một bọt đến một tháng sau là hoa sẽ nở đầy luôn. Lúc đó mình sẽ chụp hình cho các bạn xem nữa nha. Lúc đó sẽ thấy rất là nhiều hoa, hoa trắng. Hoa đẹp. Cắt cỏ rất là quan trọng. Mình nghĩ rằng là những cái công ty cắt cỏ, người ta sẽ phải cắt để cho cỏ nó cắt thì nó mới tạo động lực cho cỏ lên hay sao á. À, buổi chiều bên này rất là đẹp. Cỏ cắt xong rồi. Đây có cây hoa trắng nè. Hoa các bạn thấy có ong luôn đó, thấy không? Đó, ong quá trời đến hút mật luôn đó. Cực kỳ bình yên. Cái hoa này nó rất là thơm. Nó trắng muốt à. À, bên trong này thì có một cái khoảng xanh nữa nha các bạn. Đó, cái khoảng xanh này thì mình trồng nhiều các loại cây khác nhau, mà thực sự là mình cũng không có biết là cái cây tên gì hết á. Ở bên đây thì nhà của bác của Khoa trồng hàng loạt kín mít, là mình không có chụp hình không có thấy ha. Đây có cây nho nè, lá nho nè, cây nho. Rồi bên kia là ban công của mình nè. Bên này hoa quá trời, các bạn thấy không? Hoa quá trời luôn các bạn ơi. Năm nay mình rảnh mà hôm nay nắng lắm, cho nên ban công nhà mình đóng cửa rồi mình trồng hoa. Treo ở cây nhiều hoa lắm, năm nay mình trồng được mùa hoa nha các bạn. À, tí dụ như trồng hàng rào bằng cái cây gì á, thì cũng phải được hàng xóm đồng thuận nha các bạn. Ví dụ như cây này là cây vòng nguyệt quế nè, thì cũng phải họp xem là hàng xóm nhà mình có đồng ý trồng cây nguyệt quế hay là không, hay là trồng cây lá thuộc bài. Rồi cái cây phủ xanh mặt đất này cũng có đồng ý hay là không. Rồi ví dụ như hoa lavender này nè các bạn, thì cũng phải được cả xóm chấp thuận. Cây vòng nguyệt quế này là tuổi thọ là 15 năm mà nha các bạn. Tức là từ cái lúc mà bắt đầu xây cái tòa nhà này cách đây 15 năm thì bắt đầu trồng nè. Mà các bạn coi nè, trời ơi nó phủ xanh kia không? Có nhìn thấy được bên trong không? Không hề thấy luôn á nha. Mình công nhận là nó phủ kín dễ sợ luôn á. Ha các bạn. Trời ơi, mình cái cây gì mà nó phủ kín quá trời luôn. Rất là xanh, rất là mát. Ví dụ trời ngoài này nắng vậy chứ mà mình đi mình nép vào trong đây nè, mát rượi ha. Hoa lavender nhà này đẹp ghê không. Cái xóm nhà mình gồm có ba tòa, một tòa nè, hai nè, rồi đằng bên kia nữa là ba tòa nhà ở, tổng cộng 15 căn hộ đó. Thì trồng cứ cửa bên cửa là sẽ trồng hoa lavender. Bên đây là hoa lavender sao mà nó xà xuống cửa bên này luôn. Sao mà cái hoa nhà mình nó còi quá trời luôn. Còn cái hoa bên đây đất nó tốt hay sao, hay là cây nó mấy chục trăm hay sao, cây nó to đùng à. Hoa phải phất phơ ghê không, đã ghê không. Bướm ong bay dập dờn luôn, đẹp ơi là đẹp. À, khu này cũng thuộc khu chung á, khu chung cùng với cái tòa nhà của bên mình luôn á. Các bạn thấy cái hàng rào người ta trồng đẹp ghê không. Bữa hôm trước á là nó có một cái cây bên này nó bị chết á, xong người ta trồng ké lên, cho nên các bạn thấy nó hơi ẻo ngay chỗ này không. Nhưng mà bữa nay nó cao rồi đó. Rồi hàng xóm cũng đồng ý trồng cây mận nè. Cây này là cây mận tím. À, cây mận tím có trái nè các bạn thấy không. Nè đó. Mận tím năm nay hơi bị rẹp á, thành ra mình thấy nó hơi đen đen cái lá. Nó cũng có quả nhưng mà nó không có được sai quả giống như là những năm trước, hình như nó hơi bị bệnh á. Rồi trong cái vườn này mình cũng có một cái cây táo nữa. Táo này trời ơi nó xanh thì nó chua, mà nó chín nó ngọt lịm mà. Ngọt ơi là ngọt luôn đó các bạn. Mấy bữa nay mình làm clip ăn táo nữa ha. Nhưng mà phải đợi nó chín, táo này còn xanh lắm chưa có ăn được. Thấy cỏ cắt xong thấy mê ghê không. Cái khoảng không gian này là mình thật nhỏ thích lắm luôn á. Là tại vì nó mát. Rồi có hai cái ghế gỗ nè, hai cái ghế gỗ ngồi, thích ơi là thích luôn. Rồi bên này thì có một cây mận. Cái
này là mận vàng, bên kia là mận tím, cây này là mận vàng. À, mận vàng này nó cũng chín, nó ngọt nhưng mà chanh xanh nó cũng chua lắm, chưa ăn được đâu, phải đợi một chút nữa, đợi chừng tháng nữa là có mận ăn rồi đó. Các bạn ơi, đây là ranh giới hàng rào nhà mình nè, hàng rào hàng xóm nè. Cây này là cây gì các bạn thấy, nhìn thấy quen quen không? Quen ghê không? Cây gì đó? Cây lá thuộc bài đó. Trời ơi, các bạn thấy người ta trồng cây lá thuộc bài mà cái hàng rào nó cao ghê không? Cao từ đây, mình đứng ở đây nha. Mình đứng ngay cái chỗ này mà đi lên á, chót vót chưa? Chắc phải 3 mét đó các bạn ơi, hàng rào này phải 3 mét. À, lý tưởng ghê không? Trời ơi, mình có nói cậu trưởng trồng cái hàng rào lá thuộc bài này nè. Thích ghê không? Không hề nhìn thấy bên trong nha, bên trong nó kín như là tường bê tông vậy đó các bạn ha. Nó kín như bê tông, không thấy cái gì luôn bên trong. Bên trong nhà là coi như là bó tay luôn, một khoảng không gian thiệt là kín. Đây còn cái hàng rào nhà mình đây. Chuẩn bị người ta cắt, người ta chưa cắt ạ, nhưng mà người ta sẽ cắt. Mai mốt nó cũng kín như vậy đó. Cái hàng rào bên này là hàng rào cây lá thuộc bài, còn bên này là hàng rào vòng nguyệt quế. Cái tên lạ quá ha. Nhưng mà cái cây này gọi là cây vòng nguyệt quế. Đó, cây này mai mốt mà mình cắt lên cái hàng rào nó cũng kín như vậy á, trời tránh được ha, bụi tiếng ồn. Rất là thích. Bạn thấy không, bên đây là cái cây lá thuộc bài hồi nãy mình đó, cái chỗ này là cây lá thuộc bài nãy mình đứng đó, cái này hàng rào vòng nguyệt quế cây nhà mình nè. Đó. Bước qua bên đường, nó có một cái đường đi qua bên đây một phát là có một cái khoảng xanh. Cái chỗ này là người ta đã vừa cắt cỏ rồi, mùa xuân á, người ta không có phải là cỏ này đâu, trồng đầy hoa. Mà tiếc quá, lúc đó mình không có ý tưởng làm cái phim này cho nên mình không có quay phim lại á. Thành ra bây giờ người ta cắt hết cái lớp cỏ đó rồi, người ta để chuẩn bị lên một lớp cỏ với lớp hoa mới cho mùa hè đó. Thành ra là các bạn thấy không, nó cắt hết rồi, nó mới nhú lên thôi. Đây là cái khoảng của chính quyền, không phải của công cộng á. Người ta sẽ phụ trách mảng này. Người ta sẽ cắt cây nè. Các bạn thấy cái cây này không? Cây này chắc cũng lâu đời lắm, nó to lắm á. Nó to ơi là to luôn á. Đó. Cực kỳ to. Cây này giống như cây liễu ở bên mình vậy đó. Người ta cắt hết. Tại vì tới cái mùa mà gió nhiều, người ta sợ đổ vô người khác hoặc là đổ vô xe. Tại vì cái bên nó có cái đường á, thành ra là người ta cắt hết. Xong rồi lá nó sẽ rủ. Từ giờ mà tới cuối năm, cứ một năm ta cắt một lần. Mùa hè là có lá cây mát, rồi mùa đông á thì người ta lại cắt đi, để cho khỏi đổ lên gây nguy hiểm cho người khác. Rồi còn cái cây này á, là bên chính quyền người ta trồng hạt óc chó đó các bạn. Là nếu như mà trong trường hợp có quả là sẽ người dân ta đi bộ ngang đây nè. Nó có một con đường đi bộ này các bạn thấy không? Đó, đi bộ thẳng qua bên kia dọc theo dòng sông rất là mát. Đi bộ vừa nhặt quả óc chó ăn luôn, tốt cho sức khỏe mà. Bên đây á, mình thấy người ta mới trồng một cái cây đào nè, thấy không? Các bạn thấy không? Có quả đào luôn nè. Trời ơi, công nhận nghĩ cho người dân dễ sợ luôn á. Đó. Đào chúm chím cây cái chút ác mà mình đếm được nhiêu quả. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Trời ơi, cây cái chút ác như vậy mà 20 quả đó các bạn, ghê không? Cây này á thì không biết là cái cây gì hết á. Nhưng mà cái cây này hay lắm nha, đặc biệt là nó có cái quả này nè. Quả này thì không có ăn được nha các bạn. Cái cây này đặc biệt là cái quả không ăn được. Nhưng mà trời ơi các bạn ơi, có bao nhiêu quả là bấy nhiêu cái hoa. Cái mùa hoa của nó thơm ê ý hệt như là cái hoa nhài của mình á. Hoặc là cái hoa giả cây thương á, nó thơm như vậy á. À, cái độ phủ mát của nó rất mát. Ví dụ bây giờ ngoài trời đang 40 độ này các bạn thấy không? Nhưng mà bên trong tán của nó không có nắng luôn, có nghĩa là tán cây rất là kín, hoa cực nhiều luôn. Trời ơi, bữa hổm trên cái trường học của Khoa có cái cây này nè, có cái hoa này, mình không hiểu làm sao mà nó thơm như vậy.
nó thơm hệt như mùi hoa dạ lý hương, kiểu như mùi mùi hoa dạ lý hương thì nhiều khi có nhiều bạn không có biết á, cái mùi hoa gì nè, mình quên rồi ta, nguyệt quế hoặc là mùi hoa nhài á, thơm mà nó thơm không phải là thơm ít đâu nha, nó thơm nguyên một cái khoảng rộng rất là thơm, mà thơm ngào ngạt luôn á, trời ơi thích ơi là thích luôn. Cái trường của khoa là gồm có 5 cây như thế này, trời ơi mà nó to lắm nha, cây này ta mới trồng là bé đó. Cây kia nó to, thơm biết nhiều nói. Còn cái này là cái đảo đề co dành cho đề co chó đẹp thôi. Chim, hoa, lá, cỏ. Bên này có cái ghế nữa nè. Đó. Bữa hôm mình phát hiện đây có thêm một cái hạt ốc chó nữa. Rồi đây mình phát hiện đây có cái cây táo nha các bạn. Tình hình là cái khoảng xanh của mình là như vậy nha các bạn. Còn kế bên đây là cái sông. Sông này là sông nhân tạo luôn, để tạo dòng nước cho nó mát á. Chiều thì mấy bạn nhỏ hay ra đi chơi lắm, tại vì này, chơi nhảy dây rồi chạy lăn ở đây rất là yên tĩnh, rất là thích. Rồi xin chào các bạn nha, hẹn các bạn trong một video sau. Xin cảm ơn đã theo dõi video này của mình. Nếu như bữa sau mà hoa cỏ nó lên đẹp thì mình sẽ chụp hình lại cho các bạn coi ha. Hình như là mình có cái video cũ mình đã quay lúc mà lúc đó cỏ nó mới cắt. Mình sẽ ghép video và up lên cái clip này luôn nha. Rồi cảm ơn các bạn nhiều. Hy vọng các bạn sẽ đăng ký ở phía dưới để ủng hộ mình làm kênh video nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong video sau.